Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Gia Khang ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy giặt lồng đứng của nhà Kapper. Đây là một trong những cái dòng máy giặt giá rẻ cho mọi người nha. Rồi bây giờ hãy cùng mình xem cái ngoại hình của sản phẩm này như thế nào nha anh chị. Rồi. À, đây là ngoại hình của sản phẩm nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem gần xíu để anh chị xem các cái chức năng của nó nha anh chị nha. Rồi. Con này á, thì nó sẽ có cho chúng ta những cái chương trình giặt cơ bản, nó không có nhiều nha mọi người nha. Ở đây chúng ta sẽ có 8 chương trình giặt ha. Rồi con này khi mà mua về á, thì chúng ta sẽ kèm theo một cái dây dẫn nước nè, sách hướng dẫn không có gì thêm nha anh chị nha. Dây xả nước thì có sẵn ở bên phía này. Với cái dòng giá rẻ như thế này thì cũng hạn chế đi một số cái tính năng nha anh chị nha. Với cái mức giá với cái khối lượng giặt là 7,5 kg á, nó chỉ rơi vào tầm 3 triệu thôi. Còn cái mẫu 8,5 kg á, thì nó là 3,5 triệu, rất là rẻ đúng không? Con này tuy là cái dòng giá rẻ nhưng mà cái thiết kế á, bên ngoài cũng được làm bằng kim loại nha mọi người nha. Sơn tĩnh điện cho mình luôn để tạo cái độ bền cũng như là mình xài lâu nó sẽ không có bị bể vỡ. Rồi kèm theo đó là cái nắp đậy này. Cái nắp đậy hiện tại thì mình thấy nó có một cái khuyết điểm là nó không có trợ lực nha anh chị nha. Anh chị thả trôi là nó sẽ đập rất là mạnh đó, nên là mình cũng hạn chế nha. Khi mình thả từ từ xuống nhà giúp em. Rồi con này thì hiện tại đang được kinh doanh sẵn hàng tại kho hàng của Điện Máy Gia Khang luôn. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ ngay cho Gia Khang chúng mình qua phần website online, mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.